Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Hoàng Hà Channel. Mọi người thân mến, vậy là iPhone 13 đã ra đời cách đây được 1 năm và quả thận của mình cũng đã ra đi được 1 năm rồi các bạn ạ. Đùa thôi. Quay trở lại với thực tại thì iPhone 14 đã ra mắt và cho đến thời điểm hiện tại thì nó đã có quá nhiều những cái tranh cãi bởi vì mọi người cho rằng là nếu như bạn đang sử dụng iPhone 13 thì việc nâng cấp lên iPhone 14 là chưa thật sự cần thiết. Cụ thể thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại sản phẩm iPhone 13 sau 1 năm sử dụng và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra những cái quan điểm xem là có nên nâng cấp iPhone 14 ở thời điểm hiện tại hay không nhá. Bắt đầu thôi. Đến hẹn lại lên, iPhone 14 Series, Watch 8 Series và AirPods Pro 2 đã có chương trình đăng ký trước tại hoanghamobile.com. Với những ai đang quan tâm tới sản phẩm thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả nhé. Ok, và để đánh giá một cách công tâm nhất cũng các bạn lại bảo là máy của mình thì mình hay khen thì mình có mời đến đây anh Việt Tonic và bây giờ sẽ xin mời anh Việt Tonic gọi là trên tay nhanh đánh giá cho mình ngoại hình này, rồi là dung lượng này, pin xem là mình có tàn phá chiếc máy này trong vòng 1 năm qua hay không nhá. Xin mời anh. Các bạn nên mình không hề ăn tiền, mình không hề nhận gọi là hối lộ gì đâu nhá. Ok, bây giờ mình sẽ đánh giá về ngoại hình nhỉ. Anh sẽ làm đúng theo kiểu về sứ nhân viên dưới xôm nhá. Xước. Xước. À không, chưa xước. Hết hồn đi. Máy vẫn rất là mới. Máy em đeo ốp từ khi em mua đúng không? Đúng rồi, em phải. Thế thì làm sao mà có vệt xước được? Em mua ốp còn trước khi cả em mua máy luôn. Wow. Chúng ta sẽ kiểm tra tình trạng pin nhé. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Chưa hết bảo hành đúng không? Chưa. Khả năng đấy, chưa hết bảo hành các bạn ạ. Mà dung lượng pin tối đa là 90%. Vừa sạc vừa dùng cái khả năng rất là cao, hoặc là cái tình trạng là dùng pin kinh khủng khiếp. 90% không thể tin nổi con gái dùng pin điện thoại kiểu gì như này. Đấy các bạn ạ, máy nữ dùng nhá. Nên nhớ là máy nữ dùng anh em mua máy trên mạng cẩn thận cái chữ máy nữ dùng nhá. Mình có một cái thắc mắc từ rất là lâu rồi các bạn ạ, đó là không biết con gái chụp cái gì mà nó nhiều ảnh như thế. Máy 128GB mà đây bây giờ loát không chưa tính toán được là loát ra bao nhiêu ghi ảnh như này, nhưng mà đã sử dụng hết 109GB rồi, gọi là 110GB rồi. Sau 1 năm rồi các bạn ạ. Mới 1 năm thôi đấy. Mình chưa đấy. Kể là có, mình nghĩ rằng là từ sau đây mình sẽ phải cân nhắc mua lên bộ nhớ 256GB hoặc là 512GB, bởi vì 128GB có lẽ không đủ với mình. Anh nghĩ là em nên để ý, vì là nếu mà nó đầy bộ nhớ quá ấy, nó sẽ bị cái tình trạng xảy ra trên iPhone bây giờ nó kiểu mất icon ở ngoài màn hình home ấy. Đó. Lúc đấy là rất là vất luôn, vì là có thể máy sẽ bị sập mà không lên nguồn luôn. Như vậy là nó sẽ gây tình trạng là có thể là mất luôn dữ liệu ấy. Ok, em sẽ đặc biệt lưu ý cái phần này nhá. Rồi ngày hôm nay cảm ơn anh. Nhiệm vụ anh xong rồi mà anh chưa loát xong. Đi ra đi. Máy đi nữ dùng. Đi ra. Vâng, quay trở lại với video của mình thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá tiếp nhá. Như anh Việt đã chia sẻ thì có thể nói là ngoại hình của mình còn khá là mới, gần như là mới rình rịch. Thế nhưng mà có một điểm rằng là mình rất tự hào. Cho đến thời điểm hiện tại mình mới thay cái kính cường lực nhá. Riêng cái khoản kính cường lực này thôi mình mới thay được có 2 lần. Đó, và có tức là 1 năm mình thay 2 lần cái kính cường lực thì các bạn cũng đủ hiểu là cái tần suất rơi vỡ hay là móp xước thì nó gần như là không có, trộm vía tỷ lần. Và hy vọng rằng mình sẽ vẫn giữ được cái phong độ đấy trong những năm tiếp theo khi mà đồng hành với iPhone 13 nhá. Còn về phần trăm pin thì thú thật là trong khoảng thời gian đầu mới mua máy thì đúng là mình cứ nâng như nâng trứng, hướng như hướng hoa, không bao giờ dám để cho nó tụt dưới 20%, rồi là đêm về là cũng không dám sạc qua đêm. May mà mình cũng sử dụng cái củ sạc nhanh của Morphe và dây cáp sạc cũng của Morphe nên là cái thời gian sạc của mình nó cũng không hề bị gọi là mất thời gian hay là phải để qua đêm cả. Tuy nhiên thì cái việc mà mình lúc nào cũng phải quan niệm rằng là mình phải bảo vệ cái viên pin này nó làm mình quá là mệt mỏi các bạn ạ. Cho nên là khoảng 3 tháng ngay sau khi mua máy thì mình đã dùng trễ luôn. Và thậm chí là có những đêm mình nằm nghe podcast, video podcast và mình để máy đấy đến tận sáng hôm sau, và đấy là lý do vì sao mà máy của mình mới có 90% pin đến nay. Như vậy thì cho đến khoảng 3 tháng gần đây thì máy của mình bắt đầu rơi vào cái tình trạng là một ngày phải sạc lên đến 2 lần, hoặc là mình cũng không thể nào mà dám
cầm một mình nó đi ra ngoài mà không có sạc dự phòng nữa. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng các bạn vẫn nên đầu tư cho mình một cái bộ sạc nhanh tầm khoảng 400 đến 600 nghìn thì nó thật sự nó rất là đáng đồng tiền bát gạo. Ví dụ như chúng ta có quên sạc đêm hôm trước thì sáng hôm sau chúng ta cắm điện thoại ở đó, chúng ta đi đánh răng, chúng ta đi chuẩn bị đồ ăn sáng, quay lại thì máy cũng đã gần đầy pin để cho chúng ta sử dụng rồi. Cho nên là cái việc mua cái bộ sạc nhanh này nó rất là đáng đồng tiền bát gạo, nên các bạn phải thật sự đáng cân nhắc và phòng tránh cho mình một số những cái tình trạng rủi ro, ví dụ như là chập cháy máy nhá. Tiếp theo là về phần camera. Chia sẻ một chút thì hồi mới mua iPhone 13, mình có mục đích là để phục vụ công việc. Thứ hai là để phục vụ cho những cái chuyến đi chơi, bởi vì mình cũng rất là hay quay video đi du lịch á. Khi mà mới ra mắt thì nó có cái tính năng cinematic mode, rồi mình rất là ưng ý với cái tính năng này. Trong suốt khoảng 1 năm vừa rồi, mình đã quay không biết biết bao nhiêu chuyến đi du lịch của mình và bao nhiêu những cái video để phục vụ quay dựng cho TikTok này, rồi là YouTube này. Nếu như các bạn đang quan tâm thì mình sẽ cho các bạn thấy một số những cái video mình để đâu đó. Thôi, chia sẻ hết đi. Khỏi phải nói rồi, từ trước đến nay iPhone vẫn luôn luôn làm rất tốt, và thậm chí iPhone 13 còn làm tốt hơn như thế nữa. Mình đã từng làm rất là nhiều những cái vlog bằng chiếc điện thoại này, cho nên nếu bạn nào đang quan tâm thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Mình đã làm hẳn một cái video từ quay, từ dựng, từ thu tiếng, tất cả mọi thứ chỉ trên một chiếc điện thoại này trong khoảng thời gian 2 tuần trong khu cách ly. Thì nếu mà các bạn nhớ thì mình sẽ để dưới ở phần mô tả để cho các bạn có thể xem về chất âm cũng như là về những cái hình ảnh mà chiếc máy này nó đem lại, chất lượng như thế nào nhá. Còn về chụp ảnh thì sao? Những bức ảnh chụp bằng iPhone 13 mà trong điều kiện đủ sáng thì thôi, ok, nó rất rất hoàn hảo và độ tương phản nó khá cao. Ngoài ra thì khi mà chúng ta chụp ở điều kiện ngược sáng hay là thiếu sáng, nó vẫn ổn nha, nó vẫn khá là ổn, nó không bị nhiễu hay là thậm chí là nó không bị lốp hình. Thứ hai là nó khi mà chụp phong cảnh mà chúng ta, đặc biệt là khi mà chúng ta chụp những cái cảnh hoàng hôn ấy, thì nó sẽ không hề có cái hiệu ứng bị flare hay là thể hiện những cái đốm đen trên ảnh như một số những cái con máy dòng khác. Thêm một tính năng nữa mà mình cũng rất là hay sử dụng, đó là tính năng ghi âm trên iPhone. Như các bạn, nếu mà ai làm voice talent hay là làm MC thì các bạn cũng biết rằng là thu âm trên iPhone là một lựa chọn khá là tốt để thay thế cho những cái thiết bị ghi âm chuyên nghiệp. Tuy nhiên thì vào khoảng bản phiên bản update 15.4 hay 15.5 thì mình đều bị gặp cái tình trạng đó là khi mà chúng ta đang ghi âm này, chúng ta mà chuyển sang một cái tác vụ khác thì ngay lập tức cái file ghi âm đó nó sẽ dừng lại. Ví dụ như chúng ta đang mở một cái file ghi âm, ấn ghi âm, sau đó mở sang trang kịch bản chẳng hạn, thì nó sẽ tắt ngay sau khi mà mình mở cái trang kịch bản đó. Cho nên là mình không thể nào mà thực hiện hai cái tác vụ cùng một lúc được. Đây là một cái điểm khá là hạn chế và chỉ bắt gặp trên iOS 15.4 và 15.5 mà thôi. Còn hiện tại thì mình đang sử dụng phiên bản 15.6.1 nên là tình trạng này đã không còn nữa. Còn thật sự là mình vẫn chưa dám update lên phiên bản iOS 16 hiện tại, bởi vì mình thấy rằng là có khá nhiều những cái feedback hiện nay là liên quan đến tình trạng nóng máy cũng như là lỗi bàn phím. Cụ thể như thế nào thì có lẽ trong tương lai mình sẽ thử nghiệm và sau đó mình sẽ chia sẻ với các bạn trong những video gần nhất nhé. Và đó là iPhone 13 sau 1 năm mình sử dụng. Câu hỏi đặt ra là mình có nên nâng cấp từ iPhone 13 lên iPhone 14 hay không thì có lẽ là chưa biết được các bạn ạ. Bởi vì là mình thì mình cũng rất là thích những cái tính năng mới mẻ trên iPhone 14, ví dụ như là Action Mode hay là tính năng quay video 4K trên Cinematic Mode. Ngoài ra thì phiên bản màu tím hồng cũng là một điểm đáng cân nhắc. Cho nên bạn nào đang quan tâm thì mình sẽ để link mua hàng sản phẩm iPhone 14 series ở dưới phần mô tả nhá. Nếu như iPhone 14 với bằng đó những nâng cấp chưa thể làm bạn xuống tiền thì vẫn còn đây, iPhone 13 hiện nay đang có giá là 18.490.000 đồng tại Hoàng Hà Mobile. Các bạn có thể ghé qua hơn 120 chi nhánh của Hoàng Hà trên toàn quốc để mua hàng và tham gia một số những cái chương trình ưu đãi, ví dụ như là thanh toán qua VNPay được giảm bao nhiêu và thanh toán qua những cái thẻ ngân hàng nào thì sẽ được giảm giá như thế nào. Còn cụ thể thì chúng ta vẫn sẽ truy cập vào website hoanghamobile.com nhé. Video đến đây thì cũng đã dài rồi, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình. Và nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên ấn like, subscribe cho Hoàng Hà Channel, ấn vào nút chuông thông báo để sớm gặp lại chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ thì see ya.